0 cho đội tuyển Việt Nam. Một bàn thắng rất đẹp của Tuyết Dung. Tuyết Dung đã có một bàn thắng khiến chúng ta nhớ đến Văn Thị Thanh, người cũng đang là trợ lý của huấn luyện viên Takeshi tại đội tuyển quốc gia. Văn Thị Thanh đang là huấn luyện viên của Tuyết Dung ở câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Và trước đây khi còn khoác áo đội tuyển thì Văn Thị Thanh vẫn thường xuyên có những quả đá phạt góc để mang tới những bàn thắng. Cơ hội dứt điểm. Đây mới là hình ảnh quen thuộc của Tuyết Dung. Tuyết Dung là một cầu thủ có khả năng xử lý kỹ thuật và luôn đá rất hay mỗi khi ở phía sau của hai tiền đạo. Tuyết Dung dứt điểm tốt bằng cả hai chân và lần này chúng ta thấy rất gọn từ những pha khống chế ngoặt bóng và dứt điểm bằng chân trái. Trong vòng ít phút, Tuyết Dung đã có một cú đúp cho mình và giúp cho đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 6-0. Ngày 5 tháng 5 thì các đội bóng ở bảng A sẽ bước vào lượt trận cuối cùng. Lại một bàn thắng nữa, cú hat-trick của Tuyết Dung. Thủ môn Junaidi có lẽ đã bị mất phương hướng và đã quá mệt trước những tình huống ra vào liên tiếp trước những quả đá phạt góc của Tuyết Dung. Cầu thủ thứ 3 tại giải đấu năm nay lập hat-trick trong một trận đấu cùng với Nisaromyen của Thái Lan và Alofor của Myanmar. Rất thoải mái về tâm lý. Chỉ khi đôi chân được giải phóng và thực sự thanh thoát thì các cầu thủ mới có thể thực hiện những quả đá phạt như ý muốn.